Cảm ơn anh Sơn. Còn làm mưa, mưa rơi. Đẹp đúng không? Ai vậy? Bích Diệp. Làm sao mà Điệp Mô làm quen được với nàng mà? Anh Sơn á, là nhạc sĩ nổi tiếng. Thầy Sơn hát bài đi. Khi ta hát một bản tình ca là ta đang muốn hát về cuộc tình của mình. Dù hạnh phúc hay dở dàng thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của ta. Hay là mình tìm một nữ ca sĩ hát những ca khúc của ta. Giọng hạ của cô ấy rất khác. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Anh Sơn đây là làm tình ca sĩ à? Anh tìm một người có giọng hạ và tâm hồn đồng điệu với những sáng tạo của anh. Quán Văn là tụ điểm sinh hoạt văn nghệ quan trọng của Sài Gòn. Chúng ta sẽ được chào đón. Anh sẽ về Huế rồi vào thẳng Sài Gòn. Về Huế? Nếu bị bắt đi lính thì sao? Nghệ sĩ cũng cần phải có lập trường chính trị. Người nghệ sĩ không nên đứng về phe nào. Hòa bình là nói độc lập. Sao lại sáng tác bài ca ngợi hòa bình vào lúc này? Không lẽ anh muốn tôi phải ca ngợi chiến tranh? Anh cần một người hát bình thản để kể lại những câu chuyện của thời đại. Anh Sơn về Huế cứu tình yêu của anh. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để mỗi sáng thức dậy có ảnh hưởng rơi mặt đến. Và bây giờ xin mời quý vị cùng chào đón nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly.